kiểu khác. Eo gia vị Hạ Long có cái chân tay gì không? Thì mình cũng như này. Đây đây, đây Hạ Long đây. Đây Hạ Long của Hòa Bình đây. Ôi giời.
đường này nghe về cũng ngoằn nghèo lắm chứ nhờ.
tế khuyến cáo người dân thực hiện thông điệp 5K để tiêu chống an toàn của dịch Covid-19. Tại dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên toàn cầu, đến từ tháng 8 năm 2020 đã lây lan tại 215 quốc gia và vùng lãnh thổ, có hơn 25 triệu người mắc và gần 850.000 người tử vong. Để chủ động phòng chống dịch Covid-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện tiêm chủng an toàn các địa phương. Ta thích ta quay rồi. Bà ông ngủ thế này. Ông đấy ông ngủ chả biết là bà ông đâu, chẳng đâu. Đâu bây giờ về bắt đầu về đi mà. Mời đi nghe. Mời đi nghe, ba người đâu mà. Bà nhà nhanh lên. Thank you.
cái chùa kia nó mới xây, chùa đằng kia mình mới xây. Trước công thì có,